đi xe đạp không? Để anh là cán bộ. Không. Nó có nghĩa là nó không có. Tôi này nó có đầy nhiều chứ anh. Lấy hết. No no no. Anh còn trong này là sao nó? Mà lúc đó mà trong này là sao nó đòi add up ông Tuấn. Không biết tôi bán đứng ở bên phượng ra đây đứng lặn quay chứ ông. Rồi phải lấy cái ống nướng để mà hàng sẽ đạt. Ngừng, không có nói bậy bạ nữa. Tôi đang live stream đó. Live stream cái máy của ông Phượng. Ra đây ngồi đi ông. Được rồi, tôi chưa thấy hình ông. Ông ngồi xuống đi mẹ, tôi chưa thấy hình ông. Cho mình đi được không? Không cái kia. Mở hết hai cái rồi hả? Ừ. Ghê đấy. Nhỏ con, nhỏ người mình không muốn kinh đấy. Cái này nó đâu có rượu trong nó bao nhiêu 5% này anh. Đâu biết 5% tôi đọc thấy giờ tôi kiếm mà không thấy nó đâu mà sao ông ngồi nói 5% là sao? Nó nhẹ nhàng như là nước rửa chén. Hôm nay là ngày mùng 1 anh em giao lưu làm nồi lẩu tại nhà. Mở cái nắp vô lên mới thấy được nồi lẩu chứ. Nước có hơi nó lên nữa. Máy của tôi là máy này nó đòi hỏi là nó đòi hỏi là anh có muốn mời guest hay không, nó hỏi là bạn có ba cái podcast thì cần có ba người là guest. Ok. Người thứ nhất là ai? Mày tự nhiên đường cái trời nó khô lại hết mà nó nắng đỡ kìa. Đã chưa đâu. Rồi. Men tôi để bụng tôi thì sao mà anh đến, bà xã ông không có vô đây được. Tại ông quay cái đám cưới con trai tôi thành ra bãi vô bà coi. Chứ còn không ở cũng đâu có vô ông chị. Ờ thì biết rồi. Mấy đàn bà mà bà đâu có vô ông, mấy ông chị bà vô bạn bè của bà không. Không, không phải con. Nhiều khi mà make friend nó notification ông mà turn on á thì nó open nó mở ra thôi. Ô tô. Chai gin của anh Cung chưa thử hả? Không có được làm. Thử chưa? Rồi. Chai gin của anh mở ra đâu uống thử chưa? Thơm không? Thơm. Gin này là của gin là của Mỹ mà. Gin của Mỹ. Gin của Mỹ không? Product of USA mà. Cho tôi uống thử miếng coi. Ông biểu là nó thơm mà tôi không biết nó thơm gì đâu. Thơm lắm. Nó thơm có mùi mít. Nó mỗi ông bị nghẹt rồi. Thơm lắm, thơm lắm. Tôi mua cái gin này ở chợ rất là thơm. Gì? Rau. Rau hả? Nó bán là 37 đồng. Ok. Mà nó sale á, nó bán còn cái 25 đồng. Ok. Mua 4 chai. Đi. 4 chai. Anh em đang nhậu lai rai ngày mùng 1 Tết ở bên Mỹ, buồn quá, trời lạnh quá, 2 tuần lễ mưa, thành ra bây giờ mới có cơ hội anh em. Mới đúng ngày hôm nay là trời nó khô lại. Trời mới tạnh mưa, anh em mới họp ra lại làm một cái nồi lẩu ăn cho ngày Tết cho vui. Tết. Cho nó ấm lòng. Mẹ hiền. Có chai rượu gin này uống nó thơm quá. Cái này nó phải hơi cho cái cay một chút chứ còn tôi thấy cán bộ bây giờ già quá. Anh ơi không tắt được anh ở đây anh ơi già. Nó năm mới. Dạ, ông có chuyện gì dốc ông nói đi. Ồ, năm mới à? Ông nói dốc đi. Nói dốc cái gì mà vui thì ông nói. Tối hôm qua ông biết không, trời ơi mà ở dưới San Diego mình không, mà bây giờ mình nói mấy người Việt Nam mình á, bây giờ làm như là trốn nhau không dám gặp nhau, tại vì cái bị cái vụ này nè, ta trốn hết rồi. Dữ vậy á hả? Ừ, cái vụ Covid này nè, cái vụ Omicron này, trốn hết là không muốn gặp nhau, mà họ cũng xa nhau. Mấy tôi đi chợ đó, chợ 7-Eleven, cái tiệm 7-Eleven Lumbo, hồi đó nó để là đó là của tôi, phải không? Đó mình, của anh á. Mà nó để con tàu thôi. Bây giờ nó để là hai tờ ngay trước mặt, thằng nào cái cửa nào vô cũng phải nhìn thấy, phải đeo mặt nạ vô. Và bây giờ họ cũng thấy đồ, họ cũng ngại ngại. Mà chứ mà người ta sắp hàng, người ta đi vô Kaiser mà ta đi thử đâu. Cái mùa ngày hôm thứ bảy, chu cha nó dài một cái một mai,
Nè, anh Tránh, chai rượu gin này nè, uống rất là ngon. Không nào mà về nhậu cái chai này với anh đó. Ông đây, ông đừng để âm thanh. Ông mà để âm thanh nó nhảy vào trong này. Ông vừa nhảy vô để Tuấn Lê nó hiện lên. Anh Công ơi. Thôi mình coi như đầu năm anh em hai tuần lễ bị mưa. Hai tuần vừa mưa vừa rồi bây giờ. Thành thơ anh em mới mà trời cũng lạnh cho nên anh em chơi làm ông đầu lẩu cho nó ấm. Ok, mời anh Tránh một ly vậy. Anh Tránh nói vậy thì tôi mời anh Tránh một ly rượu gin. Uống dùm cho anh Tránh nha. Cái này là uống dùm cho anh Tránh rượu gin nha. Đưa cho rượu vào cho thấy. Gin Mỹ 100% làm ở cách đây đã quá. Cái rượu ấm. Cái tiệm này nó cái xưởng này cách đây chừng 200 mấy hả? Hình như nó nhập nó vô chai thôi. Chắc vậy. Anh Tránh phải đợi tôi về Việt Nam, ta đưa anh nguyên chai á, nhậu nguyên chai. Vodka cũng được mà gin cũng được. Tôi nghĩ cái này nó làm ở đây không ạ? Thì làm ở Mỹ mà ông. Nó làm ở đây, nhưng mà nó làm ở đâu cũng đem đến chỗ này nó này à, ông biết không, cái này á, nhìn có vẻ là của mấy ông Mỹ đen. Cái kiểu ông viết cái này. No, thơm lắm, cái loại này là cái này ông mix ring cũng được, mix ring cũng được. Cái kiểu có mùi này kiểu mấy ông Mỹ đen. Ông Công đâu, cái ông Công ra đi chứ. Ông là ông. Này thấy cái chai rượu này là nó giống Mỹ đen đây. Cái rượu đây, cái màu đó đây. Cái là màu tím thôi. Hoa trắng nó thôi cài lại đáo tím rồi nè. Ông vô. Ông làm gì ông đó? Ông chưa chi ông đã chuồn rồi. Không có chuồn đâu. Ông dám đi đái gì đó. Trời lạnh ở bên này bây giờ nhiệt độ khoảng 14 độ C. Không. 14 độ. 10 độ C à? Ừ. Bây giờ thành ra anh em ngồi 14 độ thì ông cỡ bởi vì 1/3. Thành thử 41, anh em độ, uống rượu là ăn tí lẩu cho nó 6, ấm 6-7 độ C 32 độ anh Tránh khỏi lo Euro. Anh em mà về là cứ đủ rượu cho anh em uống mấy ngày cũng được. Đâu anh em bên đây đâu có rượu nhiều. Ông có biết không, mỗi lần mà đi qua một cái international stop á, chẳng hạn stop ở Japan á, là mình được quyền mua 4 chai rượu. Về đến Việt Nam được mua thêm 4 chai nữa là 8 chai. Chưa kể ngày hôm sau mình trở lại trên Sài Gòn nó có cái khu mà bán rượu nữa. Là đủ sức mình mua đó. Cái khu bán rượu cho người nước ngoài nữa. Đúng, nó có khu bán rượu cho người nước ngoài nữa. Bây giờ anh Tránh phải mong làm sao ở Việt Nam á, Covid nó hết đi, mùa hè năm nay anh em về một lúc 5-6 anh em. Tôi là bây giờ retire rồi, thành thử ra về Việt Nam dễ dàng lắm. Mình tôi thì là già lắm rồi, không biết có còn đi nổi được không. Ngày nào còn đi được là cũng cố gắng, chứ không thôi là không có dịp như là trông lại các bác, không có dịp gặp lại các bác để mà hàn huyên. Đừng lo, còn sức là còn đi được. Và trên đường dây là của anh Tránh rồi. Anh Tránh đang ngồi nhậu, chắc anh cũng đang nhậu ở nhà anh chứ. Thôi chào anh Tránh, tôi cũng coi giờ tìm Tuấn nè. Tuấn quen. Đang ngồi đối diện với tôi đó. Tôi còn nhớ anh Tránh dẫn tôi với quen. Với lại bác Song Phạm, với lại anh Phương với tôi chưa gặp, Phượng với ông Cung thôi. Ông Cung chắc còn chưa gặp được anh Tránh, hôm nào chắc cũng trong năm tới rồi. Chắc là bác Tránh dẫn tôi. Cái đó, cái vụ mà tăng cường sức khỏe đó, ông bác sĩ chị có cho tôi một chai rượu, ở trong có ngâm thuốc. Tôi uống mà giờ này hãy còn một chút. Ở bên này thì ai cũng có tăng sức hết, anh Tránh khỏi lo. Anh Tuấn anh có cái công thức uống cho tăng sức rất là hay. Ông cho tôi luôn một một
100 viên hả, cái đó khoảng 100 viên. 100 viên tăng sức. Ồ, bây giờ là đêm rồi ở bên đó rồi hả? Mấy giờ rồi ta? 3 giờ thì bên đó là chắc 2 giờ sáng ạ. Bây giờ là cách nhau 13 tiếng rồi. Ồ, bây giờ ông coi bây giờ là mấy giờ? 3 giờ chiều, 3 giờ chiều cộng 3 giờ chiều thì bên đó là 3 giờ cộng với 3 là 6. 6 giờ sáng rồi chứ, sao 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 đêm ta? Tại sao bây giờ là 3 giờ rồi? Bây giờ ba ô là 1 giờ đêm ở bên Việt Nam. No. Bây giờ là 1 giờ chiều của mình bên này. 1 giờ chiều thì bên đó là 3 rưỡi sáng. Đúng rồi, 3 rưỡi sáng. Ờ 4 giờ 23. Ok. Thế bây giờ đó là giờ dậy rồi. Giờ đó là bình thường là ở bên Mỹ mình cũng 4 giờ rưỡi sáng cũng đã dậy rồi. Cùng làm gì cũng không ra vậy. Ừ. Lạnh hả? Không cái ra bảo ông ăn thì ông ăn lời lẩu vô thì nó ấm thôi. Nói anh Tránh đang mời ông ly rượu đó. 4:30. Bây giờ là thèm về Việt Nam lắm. Tôi mà về Việt Nam ra làm một tô phở là tôi cũng thấy vui rồi. Anh Tránh muốn nói chuyện với anh Cung nè. Ok. Ông Cung nói là ông ra rồi. Kêu ông ra đi. Có ông Tránh nói chuyện kìa. Ông cầm vô đi, ông cầm vô đi, ông nói chuyện. Ông đang đánh mặt. Ôi trời ơi, trời ông cầm vô đi, ông cầm vô đi. Ông lại, ông lại. Anh Cung ơi, anh Tránh nói chuyện chút. Anh ấy Tránh nói chuyện đi con. Nói ông nói. Ông sao? Ông xin bay mọi người đi. Bay. Ông bay. Bây giờ nhậu tiếp. Ok, chào. Để ăn chứ không phải nhậu. Đúng rồi. Cái này mình nói sao ta? Mình ngừng nhé. Thôi chào tất cả mọi người. Rồi đi, mấy người đang ăn. Anh Cung yếu, anh Cung phải đi nghỉ. Cái Tránh, Tránh, lâu quá rồi mới gặp. Hy vọng gặp anh Việt Nam không biết hồi nào. Hy vọng gặp anh em trở lại. Hè năm nay. Qua năm tới rồi. Mình ở đây mình đi từ giờ đến tháng 3, tháng 4 cái là xong rồi mình quốc về Việt Nam ạ. Tôi chào tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới.